Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay anh em mình đi làm đám ở một nơi rất là xa và đường rất là khó đi. Đây là anh Minh, một tay ba gác chạy rất là cực cựu, không bao giờ nhõng đầu, chạy rất là giỏi. Các bạn theo dõi anh Minh chạy như thế nào nha. Chạy rất là giỏi. Lần đầu tiên đi cầu thang xe là anh Minh nhấc bóng anh Minh lên luôn. Chết rồi, ông xong rồi đúng. Không ai thiết bàn nó nặng quá. Ồ, má tiêu rồi. Ông xong. Mì quá đủ. Dốc quá mà. Xuống dưới nè. Gì? Xuống dưới chỗ này trũng quá nè. Không. Không phải, sao? Đúng rồi, đây tí nữa bà anh đè nhảy. Phải. Đứng. Cái bà nhảy. Nặng quá. Bà nặng quá. Bà nặng quá chùi. Nó bị xuống rồi. Đây là một chuyến rất là cực nhọc nhọc với đội hình Bắc Hải. Rồi, đi chết đi mẹ đây, ngã ngã luôn hả? Bên cho nó ngã luôn hả? Rồi. Lẹt mê rồi. Mày có YouTube chưa? Quay rồi, dễ gì? Cái gì lột rồi, nãy em ông lật xe em quay luôn rồi. Quay từ cái khúc lật xe rồi. Dễ gì mày? Cứ bồi đi. Mẹ nằm ở chỗ dốc giờ bực nhỉ? Không ấp được rồi, anh lấy cái lên, cố giữ cái rồi. Đi nhé con đây này. Đi lên đi. Ở thứ đôi đi làm thằng Long hút cho hút đi kìa. Cho nó khỏe. Con. Thôi đi, đi bộ đi gần đây mà. Cho tay cơm trưa của bên Bắc Hải. Cơm nhão như cháo. Ừ. Sau khi lật xe xong thì anh em rất đã bụng. Con mập đó, mập hơn hai ăn đó. Nhão rồi, ăn nhão rồi sao giờ. Sau khi lật ba gác anh em đã bụng quá trời. Thôi ăn đi, quay. Thôi. Chết mẹ đi. Cơm nhão gì đâu ra. Cơm ngon nha. Không kéo em lại quất chúng hồng cơm thêm rồi. Ủa, con có ăn rồi hả? Có rau hả? Ăn. Đó có miếng gì luôn đó, không có rau. Ăn rồi. Hai cơm thêm. Đúng rồi. Ben không ạ, Ben? Thôi, Ben có hai cũng thêm à? Ông Ben chờ đó. Ăn trước đi, Ben. Ăn trước đi. Đéo đây có cái gì hết. Vậy hả? Không có gian hả? Không chá. Như vậy. Anh em ăn cơm này, như đây. Như vậy. Như đây, cá. Nè, gà nè, thịt đâu. Thịt bò nè. Đúng, ăn mà dầu rồi. Thịt chó này, thịt heo này. Ngồi nó khải rồi. Trứng. Ăn uống này sao mà bóc con như nổi, Minh? Ủa này chết luôn. Địt mẹ.